Thưa quý vị, năm 2022, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực chăm lo cho người lao động, nhất là khi Tết Nguyên đán Quý Mão đang cận kề. Bên cạnh đó, các cơ quan, ngành chức năng cùng công đoàn các cấp cũng dành sự quan tâm đến lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động bị mất việc, giảm giờ làm. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn tỉnh có khoảng 112.330 người lao động được thụ hưởng các chính sách chăm lo của tổ chức công đoàn với tổng kinh phí 41 tỷ đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 1.000 phần quà trị giá 1 triệu đồng trên một suất cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chăm lo Tết cho 10% tổng số đoàn viên khó khăn trị giá 500.000 đồng một người, hỗ trợ 150 vé xe về quê ăn Tết cho người lao động khó khăn, mức hỗ trợ 1 triệu đồng trên một người. Đồng thời tổ chức các chương trình Tết sum vầy, chợ Tết công đoàn với nhiều hoạt động vui chơi giải trí, có gian hàng không đồng, gian hàng giảm giá. Thì Liên đoàn tỉnh cũng tập trung chỉ đạo công đoàn các cơ sở nắm kỹ các cái nội dung, nhất là theo dõi sát sao tình hình lao động việc làm và cũng chủ động dùng nguồn tài chính công đoàn để chăm lo Tết cho người lao động, nhất là người lao động bị mất việc làm, giảm giờ làm việc, rồi người lao động mang thai, nuôi con nhỏ, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trên cơ sở là cái chỉ thị của thống nhất với cái kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh đưa ra, trên tinh thần là chúng ta bao quát hết, kể cả cái người ở lại, lao động ở lại dịp Tết ở lại địa phương, lao động mà gặp khó khăn, rồi các mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ, và cái thứ ba nữa là cái đối tượng lao động mà có thời gian dài rồi chưa được đi về quê. Thế tôi đề nghị là xem xét để làm sao mức hỗ trợ trong cái điều kiện khó khăn người lao động này ở cái mức cao nhất có thể theo quy định. Ngoài sự quan tâm của các cấp các ngành, các doanh nghiệp cũng nỗ lực chăm lo cho người lao động trong những điều kiện có thể. Năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn Sanfarm Việt Nam bị giảm 40-50% đơn hàng so với những năm trước. Thế nhưng công ty vẫn duy trì việc làm cũng như chi thưởng Tết cho hơn 1.100 lao động, tăng 10% so với năm ngoái. Mức dao động từ 7,7 đến 22 triệu đồng trên một người. Không tổ chức tất niên nên công ty và công đoàn dành chọn kinh phí này để hỗ trợ thêm 1.250.000 đồng trên một người lao động và tổ chức 5 chuyến xe đưa 300 người lao động về quê ăn Tết. Tôi được công ty thông báo là cùng lương thưởng thì cũng ổn định như mọi năm, cũng hỗ trợ tiền xe và có xe đưa được về quê, nên cũng vui mừng khi được công ty tạo điều kiện như vậy. Dù công ty đang gặp khó khăn nhưng vẫn cố gắng làm sao đảm bảo phúc lợi cho nhân viên của mình, qua đó kêu gọi và mong muốn người lao động cùng gắn bó chia sẻ với công ty vượt qua khó khăn. Không chỉ hỗ trợ bằng tiền, nhiều doanh nghiệp còn tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, tạo không khí đón Tết vui tươi cho người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn giày da Uy Việt có hơn 8.600 lao động đã dành 500 triệu đồng tổ chức chương trình Tết sum vầy xuân gắn kết với nhiều hoạt động văn nghệ, ẩm thực, trao tặng quà, bốc thăm trúng thưởng cho lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chồng tôi bị tai biến là 7 năm rồi. Lao động chính gia đình tôi là có một mình tôi là đi làm nuôi cả nhà. Vì làm ở đây nên là được sự quan tâm của bên công ty, của công đoàn rồi có các khu công nghiệp đã cho tôi một cái món quà. Công ty vẫn luôn quan tâm tới tất cả công nhân, đoàn viên ở trong xưởng, tổ chức nhiều mọi hoạt động cho công nhân vui chơi, thoải mái, giải trí tinh thần và sẽ giúp cho công nhân sẽ là gắn bó lâu dài, bền vững với công ty. Sau 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, người lao động lại tiếp tục đối mặt với khó khăn về việc làm thu nhập khi kinh tế thế giới có dấu hiệu suy giảm, lạm phát khiến doanh nghiệp bị sụt giảm đơn hàng. Do vậy, sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành cũng như doanh nghiệp sẽ tạo động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.